trình diễn trong trang phục mang tên Vũ khúc Thủy Đình của Nguyễn Ngọc Tứ là thí sinh Nguyễn Thanh Trâm mang số báo danh 215. Trang phục được thực hiện nhằm tôn vinh một trong những loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian truyền thống của Việt Nam, đó là múa rối nước. Ngày nay, múa rối nước vẫn tồn tại và phát triển như một nét văn hóa phi vật thể đặc sắc, có một không hai của dân tộc. Vũ khúc Thủy Đình. The costume is made to honor one of the traditional folk theater arts of Vietnam, water puppetry. Water puppetry still exists to this day and developed as a unique intangible cultural heritage of the nation.